Hello mọi người, mấy năm trước mình có làm mấy clip đập ống heo với mẹ mình. Năm thì được 300 triệu, năm thì được 400 triệu. Năm nay mình với ba mẹ này đập ống heo thử coi có được nhiều hơn lần trước không nha. Đây là số tiền dành dụm của mẹ mình và mình tính gấp cả năm, lúc thì bỏ vô 500 ngàn, lúc thì bỏ vô 200 ngàn, 100 ngàn. Bây giờ mình phải cuốn con heo đất bằng mâm ngũ quả. Năm nay cái con heo này nó ăn nhiều lắm cho nên á mẹ phải khấn heo con cái lời khấn đặc biệt. Mày phải thành tâm nó mới ra tiền trăm tiền triệu nghe chưa? Heo ơi, cả năm rồi mày ăn quá trời quá đất, bây giờ mày trả lại tao nha heo. Trời ơi, tiền nhiều quá. Nhiều quá. Con này để mẹ đặt nha. Tiền nhiều quá. 552 triệu. Năm nào hai mẹ con cũng đập ống heo được quá trời tiền luôn nhờ câu thần chú á. Không biết mọi người năm nay đập ống heo được bao nhiêu tiền vậy cho mình biết với.